Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình hay góp nhận 0.5 tóc cần có hiệu là KB2R các bạn. 0.5 tóc cần này đã lấy sàn Uniswap các bạn. Để tham gia giải hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình, bấm nút start để chat chatbot các bạn. Rồi nhiệm vụ qua bấm continue các bạn. Chương trình hay góp này nó sẽ phân phối vào tháng 2 năm 2021 các bạn. Rồi các bạn cứ làm đấy đó đi nha các bạn, sau này nó phân phối các bạn việc bán cứ có tiền thôi, 53 tao 51. Rồi. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn list on sàn Uniswap các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nữa nha các bạn. Ba kênh. Rồi các bạn join vào các bạn. Đây là dự án tiềm năng đó. Rồi các bạn cũng join tiếp kênh seller nữa các bạn. Rồi các bạn join vào các bạn. Cô này đang trong chương trình bán hàng free sale các bạn. Rồi các bạn theo world thì các bạn like, follow theo world thôi các bạn, nó không có yêu cầu mình binbot. Các bạn chỉ việc theo dõi là like và binbot cũng được. Rồi các bạn xíu nha các bạn, các bạn chỉ việc theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó like nha các bạn. Con này có 10k2 người theo dõi nè. Các bạn theo dõi rồi các bạn like nè. Các bạn tự quyết lên các bạn. Tự quyết play game nè. Khoan các bạn nhập sức nè. Rồi các bạn test lại nè. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn mở Telegram tiếp tục nè các bạn. Rồi các bạn bấm Don nè các bạn. Máy lâu yếu ta. Rồi các bạn bấm đón tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn điền chi điền lưu xin em theo world của các bạn thôi. Còn MMO của anh các bạn mở trang trader của mình các bạn. Các bạn vào trang cá nhân của mình sẽ gặp một cái username các bạn. Còn MMO nè. Các bạn. Rồi các bạn bấm đón tiếp nha các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ giấy thì xe mưa với chocolate máy xe wallet, các bạn copy địa chỉ giấy các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình, con này nó cũng chạy trên tảng TC20 các bạn. Rồi. Các bạn sao chép lại các bạn. Lên của mình ra nè. Các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn xem nha, nhận thấy 0.5 tóc cần này các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.